Tiếp tục diễn biến sang giờ bộ phim Tây Hành Kỷ, Tôn Ngộ Không đã giao thủ với Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Không may là cậu đã bị hắn ta túm đầu, cơ thể chậm rãi hóa đá, không nói được lời chăn trốn nào. Đại yêu Tôn Ngộ Không cứ như vậy bị làm gỏi. Đôi tay của hắn có thể thay đổi bản chất của bất kỳ sinh mệnh nào, cho cuộc sống mới hoặc tạo thành diệt vong. Những tên khác cũng nhanh chóng có mặt, bọn họ đều vô cùng hào hứng gặp mặt giáo tổ của mình. Nguyên Thủy Ngọc Tôn chỉ cần nhìn một cái liền biết bọn chúng muốn đoạt lấy sức mạnh của mình. Mặc dù có sự bất kính nhưng hắn lại không tức giận, bởi vì ám ảnh chính là tự do không trói buộc. Bây giờ tất cả lực lượng ám hồn đã tụ hội lại, chỉ cho hắn ra lệnh nữa. Với lực lượng của ám hồn, phía quang hồn đang rơi xuống yếu thế. Dù là vậy thì sát tâm Quan Âm cùng mọi người vẫn can đảm đi tới trước mặt bọn chúng để nói chuyện. Nguyên Thủy Ngọc Tôn giao thiên giới cho ám ảnh thiên đế lãnh đạo. Ông ta muốn vứt bỏ tác phong khiêm tốn của thiên giới trước kia, quẳng bỏ cái gọi là từ bì. Long tộc, xạ xoa, à tù là bất kỳ chủng tộc nào trên thế giới đều phải hoàn toàn thuần phục dưới chân ám ảnh thiên giới. Vừa mới nói tới đây thì Tam Nhãn Thần Tướng đã bắn một mũi tên cắt ngang, sau đó hiên ngang tiến lên phía trước. Ám ảnh thiên đế biết muốn thống nhất thiên giới thì phải dẹp được cái chướng ngại trước mắt này. Mặc dù Nguyên Thủy Ngọc Tôn là cổ thần với sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vậy nhưng các thiên binh thiên tướng vẫn không chùn bước. Việc động thủ với Tam Tôn được gọi là đại nghịch bất đạo. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cũng sử dụng thân phận tổ tiên để trục xuất thiên thần ra khỏi thiên giới. Sát Tâm Quan Âm thừa nhận hắn là thủy tổ khai sáng ra thiên giới, tổ tiên của thiên thần, nhưng đời trước không có nghĩa là người dẫn đầu. Họ bối cũng không có nghĩa là tùy tùng, cái bọn họ đi theo là chính nghĩa. Hơn nữa, hành động trục xuất này cũng không phải là ý định của Tam Tôn. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cũng không muốn nói nhiều, nếu không có nguyện ý thì động thủ đi. Lời thách thức này làm cho cả đám đều cảm thấy nghiêm trọng. Tam Nhãn Thần Tướng định xông lên quyết chiến nhưng Sát Tâm đã ngăn lại. Nguyên Thủy Ngọc Tôn thấy vậy, liền tiếp tục mỉa mai. Mày mê nói chuyện, chẳng biết từ khi nào mà trên tay hắn đã cầm một quả chuối tiêu. Hung thủ làm chuyện này hóa ra lại là Tôn Ngộ Không. Nguyên nhân Tôn Ngộ Không chưa mất mạng là vì cậu đã sử dụng chiêu ve sầu thoát xác. Cậu lên tiếng mỉa mai hắn một trận, đồng thời còn hiên ngang đứng trên vai hắn, sau đó tuyên bố muốn chỉnh đốn hắn một trận. Hành động to gan lớn mật này làm cho tất cả đám người ám hồn tức giận. Tôn Ngộ Không lập tức biến lớn rồi điên cuồng tấn công. Bởi vì bất cần khinh địch nên hắn ta đã bị cậu đập cho tới tấp, sau đó tung mồi chiêu đánh bay hắn đầm nát một tòa cung điện. Hắn không ngờ yêu quái thế gian này đã thương được mình. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Nguyên Thủy Ngọc Tôn đã ngủ say quá lâu rồi, thần lực dù có cường đại thì cũng chưa thể thích ứng được hoàn cảnh bây giờ. Thế là cậu hô hào thiên binh thiên tướng không cần sợ hãi, hãy cùng với hắn tác chiến. Hắn ta nghe lời khiêu khích này cũng tức giận đáp lại, hắn hô hào toàn bộ quân đội ám hồn tấn công. Biết chiến tranh không thể tránh khỏi, Tam Nhãn Thần Tướng hô hào toàn bộ thiên binh toàn lực nghênh địch. Một trận chiến lớn nổ ra, đầy quân ám hồn bị chết như sơm sảng. Nguyên Thủy Ngọc Tôn thấy vậy cũng bắt đầu ra tay. Ông chỉ cần tung mồi chiêu đã đánh trọng thương Quảng Mục Thiên Vương. Sau đó hắn lao vào chiến trường tiêu diệt từng thiên binh. Mục tiêu kế tiếp là Tam Nhãn Thần Tướng. Hắn phóng ra một luồng thần lực về phía Tam Nhãn. Tam Nhãn không kịp phản ứng thì đã bị hắn túm cổ, đánh bay vào tòa cung điện. Mục tiêu tiếp theo là Sát Tâm Quan Âm. Thấy kẻ địch đang lao về phía mình, Sát Tâm ngưng tụ ra sấy xích sắt khổng lồ trói hắn ta lại, sau đó định dùng lửa thiêu đốt Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Hắn ta vẫn không lo lắng, chỉ cần bạo phát sức mạnh đã hóa giải được chiêu thức và đẩy lùi Sát Tâm Quan Âm về sau. Tam Nhãn Thần Tướng nhanh chóng đứng dậy rồi lao tới quyết chiến trực diện với Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Đối mặt với cường địch bậc này, Tam Nhãn phải sử dụng ra thần kỹ nhưng cũng không làm gì được. Hắn vẫn chỉ cần tung ra một chiêu đã đánh cho Tam Nhãn bay ra xa. Tam Nhãn vừa thất thủ thì Sát Tâm Quan Âm lại vùng lên chiến đấu. Sát Tâm cũng thi triển thần kỹ, ngưng tụ một đóa sen khổng lồ. Sức mạnh từ đó hoa sen liên tục tấn công Nguyên Thủy Ngọc Tôn, nhưng kết quả cũng chỉ làm khó được hắn một chút. Sau đó thần kỹ cũng bị hắn dùng một chiêu đánh tan. Lúc này Tôn Ngộ Không cầm theo mấy cục đá về phía hắn, ném đá thẳng vào mặt Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Nhân cơ hội hắn đang phân tâm đỡ mấy cục đá, Tôn Ngộ Không lao tới túm hắn ta ép xuống đất. Tuy nhiên Nguyên Thủy Ngọc Tôn lại dễ dàng thoát ra ngoài. Tôn Ngộ Không muốn tự mình kết thúc tên này, cậu lao tới đấm liên tục vào người hắn, ép hắn phải tung ra thần kỹ của mình. Tôn Ngộ Không rút gậy như ý lao lên, sau đó cũng bị trúng chiêu nằm sấp mặt. Như vậy là những người mạnh nhất trên thiên giới đều được giao thủ với Nguyên Thủy Ngọc Tôn và đều không phải đối thủ của hắn. Trong tình thế nguy cấp này, một luồng thần lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, đẩy lùi đại quân ám hồn. Người tới là Bảo Linh Thượng Tôn, đại diện cho phía quang hồn.
Sự xuất hiện của Bảo Linh Thượng Tôn làm cho tình thế được cân bằng. Bảo Linh Thượng Tôn tiến lên đối mặt với Nguyên Thủy Ngọc Tôn, chỉ trích hắn vì mặt dày phá hủy hẹn ước. Cô lớn tiếng tuyên bố, có mình ở đây thì Thiên Cung sẽ không bao giờ chìm vào trong bóng tối. Cùng với lời khẳng định đanh thép này là luồng thần lực kinh khủng bạo phát ra ngoài, ép cho đại quân ám hồn phải lui về sau. Ngay cả kẻ có thực lực mạnh như Thiên Cang Tinh cũng cảm thấy áp lực. Năm đó, giữa Tam Tôn đã lập lời hẹn sẽ không nhúng tay tới chuyện của Thiên Cung nữa, để cho thế gian tự do phát triển. Vậy mà giờ đây hắn ta lại phá vỡ hiệp ước. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cho rằng, Bảo Linh Thượng Tôn vẫn ngây thơ như xưa, cô cần tuân thủ lời thề, còn hắn thì chỉ cần làm theo lòng mình mà thôi. Hai bên lời qua tiếng lại một hồi, không ai chịu nhường ai, cho nên kết quả vẫn là chiến đấu một trận. Nguyên Thủy Ngọc Tôn lao về phía Bảo Linh Thượng Tôn, cú va chạm của hai người tạo ra một luồng kinh lực vô cùng khủng khiếp, trực tiếp chấn bay Tam Nhãn và Sát Tâm và Tôn Ngộ Không lùi về sau. Bảo Linh Thượng Tôn biến hóa ra thêm hai cánh tay, tổng cộng 4 tay, trong đó có 3 tay cầm vũ khí, một tay còn lại cầm khiên. Cô tung ra thần kỹ, công kích rơi xuống như mưa, giết chết vô số ám hồn. Nguyên Thủy Ngọc Tôn cũng sử dụng thần kỹ đáp trả. Nhưng vì bên kia có tấm khiên che chắn nên không làm gì được, hắn tiếp tục sử dụng thần kỹ. Sức mạnh thần lực cuồn cuộn tuôn ra tạo thành một cơn lốc siêu to khổng lồ, sau đó ngừng tụ thành một bàn tay khổng lồ quỷ dị. Bảo Linh Thượng Tôn nhanh chóng bắn ra một mũi tên khổng lồ. Đúng lúc hai chiêu sắp va chạm thì một cánh cổng bát quái đã xuất hiện hóa giải công kích. Người làm chuyện này là Đạo Đức Thái Tôn, ông đứng trên một con thuyền bay, chậm rãi đi tới giữa cuộc chiến. Đạo Đức Thái Tôn tỏ ra cực kỳ bức xúc với hai người còn lại. Bọn họ ngoài việc muốn hủy diệt đối phương thì không còn chuyện khác để làm sao. Ông muốn đứng ra hòa giải. Ông cảm thấy chuyện chiến tranh giữa quang ảnh và ám hồn là không cần thiết. Nói cho cùng thì mọi người đều là thiên thần, sao cứ phải tàn sát lẫn nhau. Hại thì cả đống mà lợi chẳng thấy đâu. Không nhất thiết là phải một sống một chết. Mỗi bên chỉ cần nhường một bước thì lại trở về cảnh hòa bình rồi. Nhưng làm như thế cũng chỉ là kéo dài việc tranh chấp, chứ không phải cách giải quyết vấn đề. Người khơi mào chiến tranh là Nguyên Thủy Ngọc Tôn, cho nên Bảo Linh Thượng Tôn không thể lui được. Nếu lùi một bước thì hắn ta sẽ càng được nước lấn tới. Đạo Đức Thái Tôn cho biết mình sẽ đứng phía trung lập, không đứng về bất cứ phe nào, cho nên ông tự ý đưa ra quyết định là tuyên bố dừng cuộc chiến này. Thiên Cung có một nửa sáng, một nửa tối. Thay vì đánh nhau tới lưỡng bại câu thương thì hãy cứ chấp nhận sự tồn tại của đối phương, coi nhau như huynh đệ. Trong lúc mọi người đang không biết nói gì thì Tôn Ngộ Không đã lớn tiếng yêu cầu Đạo Đức Thái Tôn bất làm càm lại. Những lời của ông làm cho cậu cảm thấy buồn nôn. Đi giảng hòa trước đám người ăn thịt người, vậy chính ông đã là tên khốn nạn rồi. Lại còn giả vờ như mình thành cao lắm, nói coi ám hồn là huynh đệ. Đúng là khiến cho cậu quá buồn nôn. Những lời này làm cho Đạo Đức Thái Tôn tức giận. Ông lập tức tung chiêu khống chế Tôn Ngộ Không. Dù bị trói chặt, nhưng cậu vẫn không chút lo lắng. Cậu thốt ra một tràng sư tử hống khiến ông ta và mọi người xung quanh điếc tai. Nhờ vậy mà thoát khỏi khống chế. Chưa dừng ở đó, cậu ta còn lên tiếng khiêu khích ông ta còn chiêu thức nào thì thi triển hết đi. Bảo Linh Thượng Tôn ngăn cản cậu không được làm loạn thêm nữa. Nhưng cậu vẫn không sợ, còn trực tiếp mắng luôn cả Tam Tôn. Sau đó thì chỉ tay thách thức Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Những lời này làm cho hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Hắn lập tức cho rằng Tôn Ngộ Không đang làm loạn phá hủy cuộc hòa giải này. Đạo Đức Thái Tôn và Tôn Ngộ Không vốn đã có ân oán nên cực kỳ tức giận. Năm đó cậu đã lèn vào lò luyện đan để ăn cắp linh đan. Mối nợ này ông vẫn chưa tính, vậy mà hôm nay cậu lại dám tới làm loạn Thiên Cung. Thế là Tôn Ngộ Không lập tức bị khán cho tội danh kích động mâu thuẫn, làm chia rẽ chúng thiên thần thành hai phái đối đầu. Đám thiên binh nghe những lời này cũng bất ngờ, nhưng Đạo Đức Thái Tôn vẫn nhất quyết đem mọi tội lỗi đè lên người Tôn Ngộ Không. Để hóa giải mâu thuẫn này thì tiến hành xử phạt cậu ngay tại chỗ là cách công bằng nhất. Nguyên Thủy Ngọc Tôn đương nhiên không phản đối lời đề nghị này, còn Bảo Linh Thượng Tôn thì không chấp nhận. Các thiên binh hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Sát Tâm Quan Âm cho rằng chỉ thị của Tam Tôn không thể thoái thác được. Tưởng là liều sống chết vì Thiên Cung, kết quả cuối cùng nhận lại trở thành kẻ ngáng đường, cho nên Tôn Ngộ Không cực kỳ tức giận. Nhưng ý định của Sát Tâm không phải như vậy, hắn tuyên bố không làm thiên thần nữa. Trước kia hắn vẫn luôn tự hào vì là hộ pháp cho thiên giới, nhưng hôm nay nếu như phải dùng cách này để cầu hòa với ám hồn thì hắn không làm được. Sát Tâm Quan Âm thà đứng cùng phe với Tôn Ngộ Không, chứ không thể làm chuyện mất mặt như ông ta nói được. Đạo Đức Thái Tôn lập tức yêu cầu bắt cả hai lại. Đúng lúc này, Tam Nhãn Thần Tướng cũng tiến lên phía trước. Trong lòng Tam Nhãn cực kỳ phẫn nộ. Thái độ này làm cho Trì Quốc Thiên và Quảng Mục Thiên Vương khâm phục. Hai người cũng tỏ thái độ ủng hộ Sát Tâm Quan Âm, quyết đối đầu với ám hồn đến cùng.
Các thiên binh cũng cho rằng sự giúp đỡ của Tôn Ngộ Không là quá nhiều, bọn họ không thể phản bội lại cậu được. Tất cả đều đứng lên chống lại ám hồn. Thế là kế hoạch giảng hòa của Đạo Đức Thái Tôn đã không còn tác dụng nữa. Hai bên nhanh chóng thủ thế sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Đang lúc căng thẳng thì tập phim hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!